Anh Bình An là gọi mà xuất 800 ra. Xong quăng anh Tuấn Tân Tỷ và bom luôn. Thì mẹ lúc bảo thì chúng ta cứ gọi tiếng đấy trả tiền. Gọi ra xong rồi mẹ đéo ra anh đâu. Đây là một cái khu ẩm thực. Mình sẽ đi bắt không biết có người Việt Nam nào ở đấy không thì các bạn hãy cùng mình nhá. Có ai là người Việt Nam ở đấy không nhá? Không có, không thể ai kêu cả. Có ai là người Việt Nam không? Tạm thời là mình kêu chưa thì ai có người Việt Nam cả. Có người Việt Nam ở đấy không nhá? Có ai Việt Nam không? Mèo có cái anh Việt Nam nào đấy ạ? Chán thật đấy. Có ai Việt Nam không? Ông ấy đi đâu đó. Rồi xong rồi, chính thức bị lạc ạ. Rồi xong rồi. Các bạn xem những cái món nó ngon bét chạy. Có ai là người Việt Nam đấy không ta? Mẹ không biết tiếng Anh ạ. Có ai là người Việt ở đây. Ôi, bắt được người Việt Nam luôn này. Wow, mình bắt được người Việt Nam ở đây luôn ạ. Vãi chay ạ. Đấy, không thể tin được luôn. Bắt được người Việt Nam đấy luôn này. Hả? I am from Cambodia. Mua cái ly này 25 baht mà mua ở đây 100 baht ạ. Đéo tin được ạ. Hả? Mua hồ ăn không nóng Tuấn. 25 baht một ly thì ngon phải chay ạ. Đây nha, các bạn thấy nhá, các món ăn ngon phải chay ạ. Ai chả đi qua bắt được anh Tuấn ạ, bắt anh Tuấn Tiến Tỷ đấy. Bắt anh Tuấn Tiến Tỷ này, bắt được hồi anh em Việt Nam. Chuẩn luôn. Trời. Đấy là anh Tuấn Tiến Tỷ. Gặp một bạn ở bên Thái cũng biết là mấy anh em mình luôn này. Vậy á, ở bạn là ở bên này luôn hả? Bạn bên này hả? Bạn đâu đấy? Ở đây dần quá, đang nửa phát Tết. Anh cũng là chưa? Anh em ở cùng quê với cùng quê cũng thằng Tấn á, Tấn. Thằng Tấn hả? Vâng. Rồi qua đây gặp một bạn Việt quê em đây hả? Dạ. Rồi quê của một bé Việt Nam đấy các bạn nhá. Vậy thì cho anh ủng hộ một chai nước liều nhá. Dạ. Bao nhiêu tiền bây giờ? Bao nhiêu bạt nhỉ? 80 bạt đúng không? Đấy. Ủng hộ một bạn người Việt đi luôn các bạn này. Đấy. Này cái nước đỏ với nước ba cái nước này là nước nào ngon hơn ạ? Nước liều ngon hả? Tờ này là tờ... ok 100 bạc. Đấy các bạn nhá, mình có tiền thải đây này. Ok, chơi anh chị. Rất là đẹp trai. Rồi em bàn bên này lâu chưa? 140 Rồi, cho anh cảm ơn nhé. Anh qua khái ngay rồi. Tí đánh rảnh cái qua bên giao lưu với anh Tuấn Tiến Tỷ về các thứ có anh virus, mít thí các thứ đống lắm. Quá hết, tí nơi chắc đấy. Hả? Rồi, tí đánh rảnh cái qua mà chụp ảnh với mấy anh. Ừ, nha, anh đi chơi một chút. Hả? Đeo kính trời ạ. À. Khổ lắm đi qua Thái Lan mình phải đeo cái kính các bạn ạ. Cho người ta nghỉ giống như khách du lịch ấy chứ không thật, cứ tưởng là cái thằng nhà quê ở đâu mệt lắm. Đấy. Ủng hộ người Việt chơi ạ. Cứ tưởng là bạn bờ xương hóa ra người đấy à. Người đấy thấy anh Tuấn Tiến Tỷ ngồi đây thì giống anh Tuấn Tiến Tỷ thì qua định chụp ảnh. Thì cho em chụp ảnh gì kia. Thế là chụp ảnh kia. Bạn em biết gì đấy. Nói giọng giống nhau. Ngon. Ngon lắm. Liều.
Nước lưu. Này 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 này. Mua ở ngoài rẻ vãi chay ạ, mua trong đi là có thuế với gì đắt lắm. Này. Đây xó sảnh nhá, cốc nước dừa 25 bạt và cốc nước dừa 100 bạt này. Khác gì nhau không? Đéo khác gì nhau cả. Đéo hề khác gì nhau luôn á. Này. Dạ. Mạnh Án không? Mạnh Án á, Mạnh Án bên dư ở đâu nhỉ? Các anh em hỏi là tìm ông Mạnh An thì ông Mạnh An thì ông lạc mẹ ở chợ này rồi. Và bây giờ gọi cái bác công ra người ta chụp ảnh kia. À, Mạnh, đây này các bạn nhá, Mạnh Án bỏ bánh tuần tiên tỷ 800 bạt này. Quá chất. Quá chất. Nào, đây các bạn nhá, mình sẽ review anh Tuấn nhá. Anh Tuấn thì dùng sáp này là sáp 50.000 ở ngoài chợ này. Tóc này là tóc dùng sáp 50.000 ngoài chợ này. Áo này là áo bảo đốm. Không, em lấy 30 triệu. Áo này anh Tuấn mua ở đâu hỏi thật. Em mua Siam. Siam á? Thì ông dẹp đi Siam, đồ đắt đồ sư. Mấy nghìn. Mấy nghìn. 28.000 á, thế ông dẹp luôn đi ông ơi. 28.000 ạ. Ông nổ vừa thế ông ạ. Đây là tuần con các bạn nhá. À, ngày hôm nay là bọn mình sẽ đi chơi trong vòng khoảng tầm được 1 tiếng ngựa. Thế lúc đó thì bọn mình sẽ ui xính thế. Đi tầm 1 tiếng thì bọn mình sẽ phải về. Hồi ấy mình áo là gì đó đâu nhỉ? Áo gì? Dưa bây giờ đi mua này. Tuấn ơi, coi ta đi kiếm đi chơi nào. Ăn uống cái dơ dư này. Nói là bò vô báo. Bò báo, tiếc lắm. Đồ đây đó. Thôi ăn 2 phút. Đi mua mấy cái đồ. Mua gì? Rồi chào cả nhà nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi kiểm trong cái khu chợ Bangkok này thì không biết là sẽ có người Việt Nam hay không nhá. Mình các bạn sẽ cùng đi tìm người Việt Nam. Đấy. Mình sẽ quay gãy thải các bạn xem nhá. Đi đây, khiếp ăn chứ mà nhiêu vậy giờ? Ông bảo chào ông tí mà tí không to như quả đồi ấy. Khiếp à, anh ăn hết 1 triệu á. 800 mới là cái này mày đắm. 1.000 mạt là 800.000 Việt Nam khiếp. Ông ăn cái gì mà ăn ghế về anh Tuấn. Ở bên Việt Nam anh không được ăn à? Quá trời ạ. Tốm này. Rồi nha, dư bây giờ. Bây giờ mình sẽ đi một số thành viên thì đang bị lạc các bạn nhé. Bây giờ phải đi tìm một số thành viên. Tuấn ơi, thăm chưa? Đi. Mình sẽ quay gái cho các bạn. Hiện tại thì gái xấu vãi chay ạ. Chưa gặp được con em nào hay xinh. Đi. Này. Cái chỗ bán quần áo nám ở đâu nhỉ? Đồ này rẻ gớm. Đồ hiểu chứ, đồ này rẻ á. Tầng mấy? Tầng 4, tầng 5 hả? Là quần áo nám đúng không? Rồi ok. Đi Tuấn ơi. Tuấn. Đi mau. Các bạn chờ chút nha, mình đi kiểm mà. Đi. Thôi dẹp đi, ông Tuấn là ông ăn không hết, hiểu không? Món bắt buộc ăn ở Thái Lan. Xong rồi có tôm ngâm. Đi. Em ghét phở đồ ăn lắm. Đi. Ta đi kiểm đồ đi mau. Đi, em đã tháo tiền. À, đây.
Anh ơi, không ăn hết thì gọi lại mang về Việt Nam anh ạ. Bán tính là bán tấn này luôn. Để các bạn nhá, ăn một bát này 800 bạt là tương đương là khoảng 600.000 Việt này. Bát này khoảng tầm 200.000 Việt là ăn hết tầm 800.000. Một trong những đại giá của Việt Nam qua bên này ạ. Vứt lại 500.000 ở đấy ạ. Không đem ăn. Vứt lại 500.000 ở đấy luôn á. Mẹ đang mà đang thôi. Cố đây người ta lại chửi ra đi mẹ người Việt. Người Việt đã nghèo hoang. Mà hoang đéo đâu, đến mà đâu mà nhanh đi. Mẹ bom. Ông gặp được con nào rồi? Bom luôn, bom anh Tuấn đến tì luôn. Anh mẹ Hoàng nó là bản sắc của Việt Nam rồi anh. Đi các bạn nhá, anh mày ngán là gọi một suất. Anh mày ngán là gọi một suất 800 ra. Xong quăng nhanh Tuấn đến tì và bom luôn. Thì mẹ lúc bảo thì người ta cứ gọi tiếng đây trả tiền. Gọi ra xong rồi mẹ đéo ra anh đâu. À, trên mất các bạn nhá, tôm bên này to cực luôn á. Tôm to lắm. Tim mấy đứa BD á, năm ở đấy năm đứa BD. Qua tôm ngon nhở? Con tôm là 200 đấy. Đây. Đi. 1 giờ thôi. Gọi hộp. Wow, cái con tôm to mà bóc ra nhỏ tí ạ. Mẹ cái bọn. Được tí tiền con tôm. Cái tôm mày đầu to đấy đi. Đi rồi. Này anh Tuấn ơi. Anh Tuấn có lời nhắn dù nào để anh mày ngán không? Lời mà anh mày ngán có xem like của em. Anh Tuấn có nhanh về 800 đấy, chứ không phải là ít đâu. Em chạy kia tí, anh mua đồ này. bom luôn. Các bạn là khổ lắm. Wow, mưa rồi. Mình là vừa hack được cái kính các bạn, đéo kiểu giống như khách du lịch vé chay ạ. Mặc dù là kính không phải là của mình. Đây. Đi. Anh cảm giác có thoải mái chưa? Hello. Nhà 10 nhỉ? 200 nhiều vé chay ạ. 450 đúng rồi anh. Đau lòng. Qua đau mặt này mặt kiểu qua đau luôn. Ôi rồi. Hết tiền rồi. À giảm giá đi, 50 không giảm nha. Chắc quá chắc tưởng giảm giá 50 đồng. Rồi ok. Lối khách hơn chợ Đồng Xuân. Thì nó lối á, nó lối khoảng 350 á. Mà cả chỉ 40 đồng bán. Thật ra anh đi xe đi 3 lần rồi. Đeo tím được. 350. Thôi đi. Rồi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào chợ và cùng anh Tuấn đến tì mặc cả nhá. Như anh Tuấn nói ấy, những cái món đồ mà người ta thách 350.000 đấy thì ta trả đúng tầm khoảng 40.000 thôi. Trả 40.000 là nó vẫn bán. Đấy. Thôi, nó rồi. Ta bảo mày đi. Đi.